sao? Bởi vì chúng ta làm cái điều đối với cái sản phẩm này với The Life Vantage sẽ tiếp tục kinh doanh nó nhiều năm tới, hàng chục năm sắp tới, hàng thập kỷ sắp tới. Và bên cạnh đó tạo ra một cơ hội tài chính rất lớn và giúp đỡ những người khác và những cái hệ thống kinh doanh giúp đỡ người khác và tạo ra cái sự tự do tài chính để tận hưởng ra hai cái điều trên. Bây giờ sao biết là không có lý do gì mà chúng ta không muốn mình thành người giàu có hết đâu mà. Và giàu có một khi chúng ta nghỉ hưu, chúng ta muốn tận hưởng cái thời gian của mình, tận hưởng tài chính của mình, tận hưởng cái sức khỏe của mình, chúng ta muốn tự do để làm tất cả những việc đó. Chính vì vậy mà tôi rất là hưng phấn, bởi vì thấy rằng cái sự phát triển của công ty ngày hôm nay đang rất tập trung vào cái sự phát triển và mở rộng ra toàn cầu và phát triển mở rộng ra khu vực Đông Nam Á và những cái quốc gia mà ở Đông Nam Á này như là Philippines, Malaysia và Singapore cũng vừa mở ra. Ở Thái Lan thì mới vừa mở ra khoảng chừng một năm trước, là một trong ba thị trường lớn nhất thế giới. Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai và Mỹ là thị trường lớn thứ ba. Chúng ta muốn trở thành không chỉ đơn thuần là một công ty của Mỹ, chúng ta muốn trở thành một công ty quốc tế. Và chúng tôi đã tạo ra những cái quyết định rất lớn và rất là hay. Và cái việc là đưa những cái người rất là tuyệt vời phát triển cùng với công ty và phát triển ra khắp nơi toàn thế giới và tạo ra những cơ hội cực kỳ lớn để tiếp tục tiến về phía trước. Và ngày hôm nay chúng ta muốn tập trung vào Việt Nam 100%, chúng ta tập trung vào thị trường Việt Nam để phát triển Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục phát triển từ đó. Và tôi muốn các chị hiểu điều thế này: chúng ta đang làm việc rất nỗ lực, rất siêng năng, rất chăm chỉ và chúng tôi sẽ không làm các anh chị thất vọng. Tôi và Can Ngọc có cái hệ thống phát triển, các chị luôn luôn có sản phẩm, các chị sẽ luôn luôn có văn phòng hỗ trợ các chị. Hệ thống của anh Danny là những người nhân tố rất tuyệt vời và họ sẵn sàng hỗ trợ các chị bất kỳ những cái điều gì mà chị cần. Ta có một cái văn phòng đang hoạt động. Chúng ta có những cái phương pháp hỗ trợ như lãnh đạo đang nỗ lực làm việc bên ngoài, đang phát triển Việt Nam cùng với Life Vantage. Đó là lý do tại sao tôi mặc ở đây ngày hôm nay. Và nếu có bất kỳ điều gì mà tôi muốn nhấn mạnh, đó chính là thời điểm này quá tuyệt vời, quá là phù hợp chúng ta. Và đang hiện nay Việt Nam chỉ mới làm việc được 6 tháng thôi, và cứ mỗi tháng như vậy chúng ta đều phát triển, cứ mỗi tháng doanh số chúng ta đều tăng trưởng gấp đôi, hai con số không đằng sau. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người yêu sản phẩm này, bởi vì giúp họ ngủ ngon hơn, họ tiêu hóa tốt hơn, cái khớp chân của họ khỏe hơn, họ giảm cái việc stress trong cơ thể của họ và làm cho khớp của họ nó giảm đau rất nhiều, cơ họ giảm đau rất nhiều, mắt của họ sáng hơn, não họ thông minh hơn và họ tăng cường cái hệ chống lão hóa của cái hệ miễn dịch của họ. Một viên sản phẩm mỗi ngày rất là dễ mua, chị thấy không ạ? Một ngày bỏ ra có $1 để uống cho tốt cho cơ thể của chúng ta, có thể dùng rồi. Cái điều quan trọng nhất tôi chia sẻ với chị ngày hôm nay, những người ở Việt Nam đó đã hiểu về cái quá trình này nhiều hơn tôi. Tôi không phải là bác sĩ, tôi là một người kinh doanh, tôi là cái cỗ máy về marketing. Và cái điều mà tôi tập trung nhiều nhất ở trong tâm của tôi đó chính là đưa cái cơ hội này đến quốc gia này, đến Việt Nam cho tất cả từng ngôi nhà một tại Việt Nam. Và bây giờ thế này, tôi có thể làm một mình được không ạ? Chắc chắn là không. Chúng ta cần một đội ngũ rất lớn, rất tích cực, yêu sản phẩm, yêu công ty, sẵn sàng tạo ra một sự tự do về tài chính cho bản thân của mình và mong muốn giúp đỡ gia đình của mình thoải mái hơn và có một cái quyết định rất lớn là họ sẽ sẵn sàng ra ngoài giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người thế giới có sức khỏe và tài chính. Và tôi rất tự hào về những người lãnh đạo. Tôi có một cái danh sách của tất cả những người lãnh đạo. Tôi rất mong mà tôi hãy đọc tên từng anh chị và chia sẻ cho mình tiếng Việt, nhưng mà tôi làm không được. Tôi có những lãnh đạo rất tuyệt vời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đang rất phát triển rất tốt. Tôi muốn cảm ơn tất cả các chị lãnh đạo, từng lãnh đạo một ở đây đã nghe được tiếng của tôi ngay lúc này. Hãy lắng nghe và tin tưởng người lãnh đạo của các anh chị, hãy tin
tưởng anh Ngọc của đội ngũ Wanda, hãy tin tưởng tôi, hãy tin tưởng Lavendish, và tất cả chúng ta sẽ không bao giờ làm nhau thất vọng, và tôi sẽ không bao giờ làm anh chị thất vọng. Tôi có một cái sự quyết tâm rất lớn sẽ làm việc tại Việt Nam cho đến ngày mà tôi rút hơi thở cuối cùng. Và tôi rất buồn khi mà trước đây tôi từng làm việc á, họ đã rút khỏi Việt Nam, bởi vì tôi cảm thấy là điều đó không có tốt tí nào hết. Nó làm cho tôi cảm giác là tôi phải tạo một cơ hội khác. Và đó lý do tại sao tôi gọi anh Ngọc, chúng ta sẽ cùng làm cái dự án này. Bởi vì ở đây có quá nhiều người, Việt Nam có quá nhiều người tuyệt vời các anh chị. Họ xứng đáng với cơ hội này, họ xứng đáng với sản phẩm này, họ xứng đáng với lại công ty này, và xứng đáng với lại sự chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua. Và tôi mang cơ hội đến Việt Nam. Và ngày nay, cái trách nhiệm của tôi là tiếp tục phát triển và xây dựng thị trường này, và tiếp tục tạo ra cái nền tảng vững chắc này để tất cả mọi người cùng đến đây, để họ thấy rằng cơ hội này là của họ, cơ hội này để phát triển công việc kinh doanh này là của họ và trong tay của họ. Và tôi rất là tự hào về đó. Tôi rất là hưng phấn, và tôi đang mong chờ là Covid sẽ loại đi, sẽ ra khỏi, sẽ bị mất đi, và tôi sẽ đến Việt Nam một lần nữa, bắt tay và ôm các anh chị trong vòng tay, và chúng ta sẽ có một cái những buổi huấn luyện để giúp đỡ các anh chị phát triển một hệ thống lớn mạnh. Mục tiêu của tôi là gì ạ? Là sẽ cùng về Việt Nam làm cùng với anh Danny, cùng làm với tất cả anh chị em, mang vợ với con qua đây. Và chắc chắn anh chị sẽ rất là yêu cô ấy.